Xin chào, xin chào. Mình là robot chú chó Max đáng yêu từ Victor. Mình cực kỳ thích mỗi khi được vuốt ve. Nhìn vào đôi mắt, bạn sẽ thấy mình đã vui như thế nào. Và mình còn làm được nhiều động tác đáng yêu lắm nha. Ngồi xuống nè, duỗi người nè, nhảy nữa nè. Ngoài ra, mình vừa di chuyển được bằng cách trượt, vừa bước đi như thật luôn. Cùng đến chơi với Max các bạn nhé. Vector kiến tạo niềm vui.